Thằng này, sao mày dám cướp đồ của Trúc hả? Nhưng mà em tôi thích ăn bánh mì này lắm. Hình như anh ấy không được bình thường ấy. Hai bạn ngây thơ lắm. Ở giữa thanh thiên bạch nhật thế này, nhiều cướp giận như thế này lắm. Để tôi cho nó một trận. Thôi đi, làm như thế là quá đáng lắm đấy. Đúng rồi đấy, người ta cũng không biết gì mà. Với cả ấy, nếu người bình thường thì cướp sao lại không chạy mà ngồi lì ra thế kia. Thằng này ấy, chắc chắn là cướp giận rồi. Để tôi đánh cho nó một trận nữa. Dừng lại đi. Anh Bắc, anh sao không? Thực sự xin lỗi mọi người. Anh trai tôi bị bệnh cho nên đó không được tỉnh táo. Chứ thật ra anh ấy không có ý muốn hại ai đâu. Cướp giận còn giả vờ là bị bệnh tận cơ à? Nếu mà anh tôi có làm gì sai thì cho tôi xin lỗi mọi người. Anh tôi từ trước đến nay chưa từng hại ai cả. Giảo biệt, không hại ai mày đi cướp đồ à? Thôi đi Tùng, dù sao người ta cũng xin lỗi rồi mà. Với cả ấy, nhìn xem anh ấy không được bình thường mà. Đúng rồi đấy, có mỗi túi bánh thôi mà. Hơn nữa anh ấy to con như thế, nếu như muốn đánh lại thì ông cũng không phải là đối thủ đâu. Ăn, ăn bánh đi. Anh nhớ là em thích ăn bánh này mà. Anh Bắc này, em lớn rồi, không còn như hồi nhỏ đâu. Ăn trộm bánh của người ta thế này không tốt đâu anh ạ. Thực sự xin lỗi mọi người rất nhiều. Anh tôi bởi vì bị bệnh cho nên vẫn cứ nghĩ là tôi còn nhỏ. Không sao đâu, dù sao thì cũng xin lỗi rồi mà. Hơn nữa cũng chỉ là cái bánh thôi, anh cũng chưa làm hại ai cả. Có khi là diễn để lấy lòng thương đấy, tôi còn lạ gì. Thôi đi Tùng, đã bảo là thôi rồi mà. Anh tôi sai, bị họ lầm rồi bị đánh. Nhưng mà tôi không cho phép ai xúc phạm anh tôi thế đâu. Đã ăn cướp rồi, còn giả vờ thanh cao cơ à? Thôi Tùng, người ta lấy bánh của chúng tôi, chứ không phải là ông đâu. Mà ông cứ làm quá nên thế. Này, hai bà bị làm sao đấy? Hai bà mà cứ bệnh nó ấy, tôi kệ hai bà đấy. Từ sau có việc gì, đừng gọi tôi nữa. Anh này, trả bánh cho người ta đi anh. Em yên tâm học, anh nuôi được. Anh này, em đã nói rồi mà, em lớn rồi. Giá mà hồi đấy em không đòi đi học thì... Đau. Anh Bắc này, bây giờ em đi có một chút việc. Anh ở nhà nhá, nhớ là không được đi đâu đấy. Em ra ngoài có chút việc. Đi, em đưa anh vào nhà nghỉ ngơi. Em Cường ơi, nắng đi ốm mũ này. Cường ơi, Cường mất rồi. Cường ơi!
Ê thằng dở, đi đâu đấy? Có thấy thằng Cường nhà tôi đâu không? Này, thằng em mày hôm nay không trông mày à? Mà lại để mày ra đây. Cường đi ra ngoài mà trời nắng. Lo cho em mày đúng không? À, có bánh này, mày có lấy cho em mày không? À, có. Cường thích ăn bánh này. Đây này, bánh đây, đến mà lấy đi. Anh Bắc, làm cái gì trong đấy đấy? Đi ra đây nào. Bánh. Đi ra đây. Bánh Cường thích. Tồn, con làm cái gì đấy? Sao lại đẩy anh Bắc vào bụi? Tôi lỡ tay, không may tôi bánh nó vào đấy nữa mà. Mà làm gì ông làm căng thế? Bánh, lấy được bánh rồi. Bánh Cường thích. Đấy, thấy chưa? Này, quá đáng thật đấy. Anh cứ chạy ra ngoài làm gì? Thằng Cường Cám nó tìm không thấy nó lại lo đấy. Đi, em đưa anh về. Anh Bắc ơi, em về rồi đây. Anh Bắc ơi, em về rồi đây. Anh Bắc. Anh Bắc ơi. Anh Bắc. Anh Bắc ơi. Anh Bắc đi đâu rồi? Anh Bắc ơi. Anh Bắc. Anh Bắc ơi. Anh Bắc. Xin lỗi, hai người có thấy anh trai tôi đâu không? Anh ấy cao khoảng từng này này. Không, chúng tôi không thấy. Có phải là cái anh hôm trước lấy bánh mì đúng không? Đúng rồi, hai cô có gặp anh tôi không? Được rồi, cảm ơn hai cô. Đây rồi, không phải đi tìm nữa đâu. Anh đi đâu thế này? Sao quần áo anh lại bẩn vậy? Em trai, anh lấy bánh này. Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, anh chỉ việc ở nhà thôi mà. Vậy hóa ra là anh ấy đi tìm bánh mì cho anh à? Mà anh cho tôi hỏi nhá, anh trai của anh bị làm sao thế? Anh tôi cũng là vì lo lắng cho nên mới bị thế này. Tính ra lúc trước anh Bắc còn đi làm ở thành phố, gom góp tiền để gửi về cho Cường Cám ăn học đấy chứ. Tại vì tôi ngày xưa cứ đòi đi học, nhà thì nghèo, cho nên anh trai tôi mới phải đi làm ở công trình, xong rồi bị tai nạn, bây giờ thì mới thành ra thế này đây. Em ăn đi, không đói. Anh không đói đâu. Bây giờ anh ấy bị thế này rồi mà vẫn lo cho tôi, sợ tôi bị đói. Tôi đành phải nghỉ học ở trên thành phố để về đây chăm sóc anh trai tôi. Thôi, chuyện cũng đã rồi. Bây giờ điều quan trọng nhất là tìm bác sĩ tốt để chữa cho anh Bắc. Trời cao có mắt, không phụ lòng người tốt đâu. Anh Cường này, tôi nghĩ là anh đừng có tự trách bản thân mình nữa. Anh trai của anh chắc chắn là không trách anh đâu. Đúng rồi đấy, tất cả là đều do anh trai của anh yêu thương anh thôi mà. Cảm ơn mọi người. Thôi, tôi về trước đây. Mình về thôi anh. Tôi cũng về luôn đây. Chào hai cô. Sao? Em trai chưa về à? Hả? Chưa. Đợi lâu quá. Thế có muốn lấy bánh cho em ăn không? Không, ăn bánh
chui vào bụi. Cường buồn. Lần này không chui nữa. Này, nghe theo lời thôi, không khéo còn có tiền cho em đi học đấy. Thế nào? Có tiền đi học sao? Đúng vậy. Sao? Có làm không? Có. Từ từ đã. Nghe theo lời tôi, rồi cái này sẽ thuộc về anh. Cái lão Tùng này làm gì mà lâu thế không biết. Ơ kìa, cướp. Mày này. Cướp. Đứng lại. Làm sao bây giờ? Chú có làm sao không? Tôi không sao, nhưng mà phải lấy lại cái túi chứ. Bây giờ nó chạy rồi. Thôi, coi như là của đi thay người chút ạ. Đây. Thế này đã được chưa? Được rồi. Nhưng mà kiếm tiền đâu có dễ. Phải làm giúp tôi vài việc nữa rồi mới có tiền, nghe chưa? Lại làm nữa à? Ừ, làm rồi mới có tiền nhá. Chị này, lúc nãy tôi lại vừa gặp cướp đây. May mà có Tùng. Thế bà có bị làm sao không? Mà thế còn tên cướp có tóm được không? Không, nó giật mất cái túi chạy rồi. Nhưng mà này, tôi thấy tên cướp này quen lắm, không biết đã gặp ở đâu rồi. Dáng người cao cao, chạy thì hơi ngờ ngợi. Chẳng có nhẽ. Tôi biết rồi, đi, thử sang nhà đấy xem sao. Đi. Mày này. Thôi đi Tùng. Thôi Tùng, bắt được người ấy, thì đưa lên công an, đừng có đánh người ta như thế, tội nghiệp lắm. Ngay từ ban đầu, tôi đã biết thằng này là thằng ăn trộm, thằng cướp giật rồi mà. Thôi đi Tùng, dù sao cũng lấy được cái túi rồi. Với cả người ta có bình thường đâu, đánh người ta như thế, nhìn tội lắm. Này, hai bà đừng tin cái thằng này, đừng dễ bị mùi lòng. Thằng này ấy, nó không cướp của mình, thì nó cũng cướp của người khác thôi. Nhưng mà... Nhưng nhị cái gì, tôi cho nó một trận nữa. Mày này. Làm gì hả? Anh, sao cậu lại đánh anh trai tôi hả? Anh mày ăn trộm túi của Trúc, tăng chứng vật chứng rõ ràng thế này, có chối được à? Anh tôi có thể lấy đồ ăn, nhưng mà anh tôi không bao giờ cướp giật cả. Nếu mày không tin đấy, thì mày hỏi anh trai mày đi. Anh nói đi. Có phải là anh không lấy túi của người ta đúng không? Anh lấy túi rồi anh chạy đi. Này, cầm tiền lấy mà lo cho em đi học. Mà muốn nhiều hơn ấy thì tôi đánh, cấm được kêu nghe chưa? Mà ai có hỏi ấy thì bảo không biết nhá. Nhớ đấy. Đấy, thấy chưa? Nó khai đấy. Tôi xin lỗi cô. Là anh trai tôi bị bệnh cho nên mới làm như vậy. Thiệt hại bao nhiêu tôi xin được đền. Chỉ mong cô đừng đưa anh ấy lên công an. Tôi xin cô đấy. Không có gì đâu. Dù sao thì không có gì nhiều nhận cả. Này, sao Trúc lại tin người như thế chứ? Thằng này ấy chắc chắn là có chủ đích rồi. Thằng này thấy Trúc có tiền cho nên là âm mưu để cướp mà. Thôi đi Tùng, Trúc đã bảo thôi rồi cơ mà. Này, hai cái bà này. Thằng này ấy chắc chắn cướp giật có chủ đích, phải đưa nó lên công an. Anh ấy bị bệnh như vậy, cậu đưa lên công an thì được ít gì chứ? Này, lại lôi cái mác tâm thần ra cái gì? Nếu mà tâm thần ấy, thì cho vào chạy đi. Tôi xin các người, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm mà. Chỉ mong các người đừng đưa anh trai tôi vào trại tâm thần mà. Em, đứng dậy đi. Anh làm gì đấy? Đứng dậy đi. Tôi đã bảo là không sao rồi mà. Thôi được rồi, không sao mà. Chỉ là cái túi thôi, đừng có làm quá lên như thế. Này, hai người. Mà thằng kia, xin lỗi mồm là xong à? Cái ông này, tôi đã bảo thôi rồi cơ mà. Người ta ăn trộm túi của tôi, chứ lấy của ông à? Bà... Tiền,
tiền công. Cái gì? Tiền công. Lấy về cho em đi học. Tất cả ấy là tại hai anh em nhà mày đấy. Nhưng nhị cái gì? Mày có tin là tao cho thằng em mày mất việc không? Cút. Nhanh. Xin lỗi vì đã gọi cô qua đây. Tôi có một chút mong cô nhận cho. Tôi đã bảo là không cần rồi mà. Anh không cần phải làm như vậy đâu. Cũng có gì là nhiều đâu. Không được. Bỏ cho sạch, rách cho thơm. Cô cứ giữ lấy. Trước đây dù nhà tôi có nghèo, nhưng mà anh trai tôi để nuôi tôi ăn học thì cũng chưa từng ngửa tay xin tiền ai cả. Bây giờ tôi cũng chỉ có thể làm chút việc này cho anh ấy thôi. Anh đừng buồn nhá. Thật ra tôi có quen một vị bác sĩ có thể chữa được bệnh cho anh của anh đấy. Nếu anh cần thì tôi có thể giúp. Thật á? Thật ra gia đình của tôi có quen biết một chút với cả bệnh của anh trai anh, không phải là vô phương cứu chữa đâu. Nếu mà được vậy thì cảm ơn cô nhiều lắm. Tôi chỉ mong anh trai tôi được sống một cuộc sống bình thường thôi. Mời cô uống nước. Trúc. Tùng gọi tôi ra đây có chuyện gì đấy? Tôi muốn xin lỗi Trúc. Trúc đừng giận tôi nữa được không? Chỉ có thế thôi à? Còn muốn rủ Trúc đi chơi nữa. Đây à? Ăn mặc đẹp phết nha. Có tiền không? Nôn ra đây đi. Dạ, bọn em không có. Chúng tôi không có tiền đâu, không có gì cả. Chạy thôi Trúc ơi. Này. Ăn mặc bảnh như thế này mà lại không có tiền à? Mà định bỏ bạn gái mày ở đây à? Sao mày hèn đấy? Đánh người, có ai không? Đánh người. Chạy đi. Đánh người. Ôi. Giúp với, đánh người. Ở đâu? Đánh cái gì? Có mấy tay con đồ đánh tôi với Tùng. May mà anh Mắc tới giúp, tôi chạy kịp. Mắc, mau giúp với. Đi. Mày là đánh người. Anh Mắc, anh sao không? Đứng lên đi anh. Anh, không sao. Giúp người. Tiền công. Cái gì? Anh Bắc, Tùng cho tiền anh cái gì đấy? Tùng nói đánh không kêu với ăn trộm túi của Trúc. Tùng cho tiền. Anh nói cái gì cơ? Tùng, ông bảo anh trai tôi ăn trộm túi của Trúc là sao hả? Đúng. Tiền cường đi học. Anh vừa nói cái gì cơ? Anh bảo là Tùng bảo anh lấy túi của tôi á? Này, đừng có nghe thằng thần kinh là nói lung tung, vớ vả không vẩn. Anh tôi không hề bị thần kinh. Này, ăn nói cho cẩn thận, đừng để tao cấu nha. Này, thằng thần kinh này đang nói lung tung đấy. Tôi có cho nó đồng nào đâu. Thật ra là tôi cũng đã từng nhìn thấy Tùng đưa tiền cho anh Bắc rồi. Làm gì có chứ. Đúng, Tùng cho tiền mà cho thiếu, đòi thì lại bảo là Cường cám mất việc. Tôi thật không ngờ cậu lại là con người khốn nạn như thế đấy. Thảo nào cái hôm tôi bị lấy túi, cậu không hề có ý định đuổi theo tên cướp. Tôi không có làm. Tùng này, chúng tôi thất vọng về cậu thật đấy. Trúc, mình đi thôi. Kìa, Trúc, nghe tôi giải thích đã. Này, đứng lại nói chuyện cho rõ ràng đó. Ông dám hãm hại anh trai tôi à? Tôi khốn nạn mà. Không, Tùng làm Cường buồn, người xấu không giúp. Cảm ơn mọi người nhá. Lần này tôi nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho anh trai tôi. Lên thành phố ấy, có gì khó khăn thì cứ gọi cho tôi nhá. Nếu giúp được, chắc chắn tôi sẽ giúp. Nhớ thường xuyên gọi về nhà đấy. Chúc hai người đi thượng lộ bình an nhá. Mà anh cũng phải đi học đi, chẳng phải là anh Bắc muốn anh đi học còn gì. Tất nhiên rồi,
sau khi chữa khỏi bệnh cho anh Bắc thì anh em chúng tôi sẽ thực hiện lại ước mơ ngày xưa. Cảm ơn mọi người nhiều. Thôi, anh em chúng tôi đi đây. Mình đi thôi anh. Thank you.